chào đón toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã có mặt tại trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới thợ xây. Sau đây điệu nhảy bô lê bắt đầu. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nào Cùng Phong Cách. Mình là Trung Ruồi. Con đường đến với nghệ thuật thì rất là gian truân. Trung Ruồi yêu nghệ thuật từ nhỏ, đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn, diễn xuất. Tuy nhiên thì sau một lần thi trượt đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội thì Trung Ruồi đã phải học ở một trường cao đẳng khác và 2 năm sau thi lại mới có cơ hội để tiếp cận với nghề diễn. Về phong cách thời trang thì khi mà bắt đầu Trung thấy có nhiều khán giả để ý đến những nhân vật mà Trung thể hiện thì Trung bắt đầu để ý hơn về phong cách ăn mặc, bởi vì cũng được nhiều lời khuyên, tức là hình ảnh của người diễn viên, người nghệ sĩ thì cần phải trau chuốt, không hẳn là ăn mặc quá đẹp nhưng cũng cần trau chuốt để cho đúng phong cách. Về phong cách ăn mặc của Trung Ruồi thì đơn giản thôi. Ở ngoài đời thì ăn mặc gọn gàng và kết hợp những cái đồ có sẵn ở trong tủ đồ cũng không quan trọng lắm với hàng hiệu. Thế còn ở trong các cái nhân vật thì Trung Ruồi mặc lên mình những cái trang phục mà rất là đời thường. Thực ra thì Trung chọn cho mình 3 phong cách. Một phong cách là mặc để đi diễn, một phong cách là mặc để đi chơi và một phong cách là mặc để đi sự kiện. Ở nhà và đi chơi thì mọi người có thể thấy là Trung mặc những cái trang phục mà có nhiều hoa văn, bởi vì Trung rất thích có hoa văn trên quần áo của mình. Thế còn đi diễn thì những cái vai diễn của Trung là những cái vai diễn mà nó mô tả lại người lao động, nên là Trung chọn những cái bộ trang phục đơn giản và có màu đậm. Cũng mất khá lâu để tạo dựng phong cách này, nó là cả một quá trình. Thực ra thì trước khi đến với nghệ thuật thì Trung ăn mặc đơn giản hơn. Rất là ngại, bởi vì nếu mình không phải là nghệ sĩ mà mình ăn mặc hoa văn hoa hòe quá thì sợ mọi người sẽ thấy mình khác người. Từ khi mà có nhiều khán giả để ý đến mình hơn thì mình mới thoải mái, tự tin để được mặc những bộ trang phục mình thích. Đó là những cái bộ trang phục mà có nhiều hoa văn và màu sắc sặc sỡ. Thực ra thì Trung không quan tâm nhiều đến thương hiệu, chỉ quan tâm đến chất liệu, làm sao mặc cho thoải mái, thoáng mát và họa tiết cũng như là màu sắc phù hợp với cái sở thích của mình thôi. Bởi vì nếu mà chạy theo thương hiệu thì Trung không phải là người mà có thoải mái kinh tế để chạy theo những cái thương hiệu lớn. Mà Trung nghĩ thì rất đơn giản thôi, nếu mà bạn mặc một cái áo thương hiệu lớn thì cái mác nó cũng nằm ở phía bên trong, đâm ra nó không quan trọng lắm, quan trọng là hợp và thích. Thực ra phong cách thời trang là một cái điều rất quan trọng đối với người nghệ sĩ nói chung và người diễn viên, người ca sĩ nói riêng. Bởi vì phong cách ăn mặc cũng là một điều khiến cho khán giả nhớ tới nhiều hơn đối với người nghệ sĩ. Thực ra thì phong cách là của mỗi người. Trung chỉ có một lời khuyên tới các bạn trẻ đang tạo dựng phong cách rằng các bạn thích gì hãy làm đấy, và như thế thì mới thể hiện đúng con người của mình. Phong cách là của mỗi người, không cần phải quá là phụ thuộc hay là bắt chước một cái hình mẫu nào cả. Nếu thấy những cái bộ trang phục của người ta mặc đẹp thì hãy kết hợp với cả sở thích của mình nữa để tạo ra phong cách riêng, để không bị hòa lẫn vào đâu cả. Trung rất thích là phong cách là phải riêng, phải độc, phải lạ.